ơi, đáp án của chương trình là Việt Nam, Nhật Bản, Qatar, UAE. Dũng ơi, em rành bóng đá lắm phải không? Hân xui anh ơi. Mời các em quay lại. Hai đội bóng vào chung kết cúp bóng đá châu Á Asian Cup 2019. Bắt đầu. Hai đội bóng vào chung kết. Anh nghĩ là Nhật. Còn 10, 2 giây. Nhanh nào. Hai đáp án. Còn đây không, rải người ra, rải người ra. Nhanh lên, nhanh lên, hết giờ rồi. Rải người ra. Chết chùm nữa rồi. Ôi chết hết là chết luôn á. Trời ơi, em bị quýu. Cái này là quýu. Nè, anh nói cho biết nghe. Con bé lẽ ra nó chạy qua bên Qatar rồi đúng không em? Em gái nói nghe, em tính chạy qua đâu? Qatar. Có chạy không? Mà Mai Tiến Dũng làm như đứng một mình rung á, cảm giác lạnh á. Nó chạy đi qua đây nè, thấy rõ ràng chạy đây nè. Mà sai một cái là hai anh em lên đường chung, kéo nhỏ về cho bằng được. Sĩ anh Nghĩa cho em hỏi. Hỏi gì? Mấy tập trước có tập nào mà giọng hai dở đâu anh? Đây sẽ là tập đầu tiên. Biết đâu nha. Để em coi xem. Tụi em sẽ làm nên lịch sử phải không anh? Thiệt nha, cái kiểu như đứng một mình sợ. Cái gì họ chết cái chùm cho vui á. Nhỏ đi qua Qatar rồi, lâu về Nhật Bản cho bằng được. Anh sẽ công bố liền lập tức cái đáp án Qatar nè. Nha, để coi coi cái sự mà nắm níu lôi kéo đó nó có sáng suốt hay không. Mời các bác. Wow. Đây là đáp án đúng nghe Dũng nha. Dạ. Lôi con bé về chứ bằng được phải không em? Để coi. Giờ còn Nhật Bản, Việt Nam và UAE. Vị trí Việt Nam ban đầu đã mang lại chiến thắng cho đội mèo lười ở câu đầu tiên của họ. Nhưng với câu này thì sao? Mời đáp án. Tại là Asia Cup nha. Ơi, đó không phải là đáp án đúng. Anh nhớ là cái bạn đó là cái người tính đẩy đội trưởng Mai Tiến Dũng qua đó, đúng không? Dạ. Nhưng mà Dũng nó không chịu. Em có nhớ một cái trận đó là Nhật vô sâu lắm. Sáng suốt đó Dũng. Dạ. Còn lại Nhật Bản và UAE. Anh sẽ công bố hai đáp án này cùng một lúc. Đây có thể là giây phút lịch sử của chương trình. Khi mới đến câu thứ 2 mà đã có một đội không còn một thành viên nào cả. Đây có thể là cái điều đầu tiên xảy ra trong chương trình của chúng ta. Và đáp án, cái nào đúng, cái nào sai, xin mời. Thật may mắn. Khi đó là đáp án chính xác. Cho nên cái sự mà nắm níu của Mai Tiến Dũng lôi cô bé kia lại, nó cũng hợp lý. Hợp không anh? Như đây mà là sai là chắc tức chết. Tức cho chết mày đó là... Mời hai em về chỗ. Cho nên ở đây chương trình của chúng ta, ngoài cái thông minh, ngoài kiến thức mà chúng ta có, nó còn phải có cái sự tính toán về chiến lược nữa. À, câu nào mình biết chắc là đúng, dồn người qua bên đó để mình giữ càng nhiều điểm càng tốt. Như vậy là qua câu số 2 thì đội mèo lười còn 3 thành viên và đội của Niu còn lại 2 thành viên. Bây giờ sẽ là câu cuối cùng của vòng 1. Mời mèo lười vào vị trí. Lần nữa mời các em nhìn lên những chiếc két sắt của chương trình. Chỉ còn lại 3 cái két sắt mà thôi. Sẽ có 3 đáp án gợi ý cho các em mà chỉ có 1 đáp án đúng. Cho hỏi đội trưởng Trương Quyền Anh, lần này em còn chơi chiến lược túm nụm nữa không? Bây giờ túm nụm mà nó sai là đi luôn đó. Các em có thể chọn 1 vị trí cũng được. Yeah. Nếu như tin đó là đúng. Yeah. Hoặc là 2 hoặc là 3 tùy các em. Một người còn lại 5 triệu đồng cho một người. Mời đáp án từ chương trình. Hoa trúc đào, hoa thủy hương, hoa đỗ quyên. Quay qua phía sau nhìn câu hỏi.
căng à câu này. Loại hoa nào có thể dùng trực tiếp làm thuốc chữa bệnh? Hoa trúc đào, hoa thủy hương, hoa đỗ quyên. Bắt đầu. Hoa trúc đào. Tôi không biết nên rải người ra. Cái nào lạ thì mình chọn đi. Hoa thủy hương đi. Trong y học thì là một là cái này. Cái này hay. Hoa đỗ quyên thì chỉ thì tất nhiên là hoa thủy hương nè. Một cái hoa thủy hương nào. Đỗ quyên. Nghe chứ là thôi không bây biết giờ mình cứ rải người ra nha. Mình còn chị vô đây nha. Bạn nào qua bên đây đi. Rồi qua bên đó đi. Qua đây chị. Ai qua đây chị. Rồi xong. Chiến lược tấm nụm vẫn còn sử dụng được ở chỗ này. Dạ. Tại sao em không chia người ra mỗi ô một người? Dạ, tại vì em cũng muốn bảo toàn được càng nhiều càng tốt. Dạ. Nhưng mà tại sao em không nghĩ rằng là hoa trúc đào có thể làm thuốc chữa bệnh? Hoa trúc đào, tại vì em không có quen bạn đó. Thì em có quen bạn Thủy Hương không? Bạn Thủy Hương, bạn này lạ hơn. Chắc là người ta sẽ dùng trong y học để chữa bệnh nhiều hơn. Còn bạn Đỗ Quyên? Bạn Đỗ Quyên thì em cũng có biết sơ sơ, bạn cũng đẹp. Nhưng mà về cái chuyện mà chữa bệnh thì chắc bạn cũng chữa được ít. Anh sẽ công bố đáp án hoa trúc đào. Đáp án này là đáp án. Thấy cái kết sắt nó rơi xuống mà nhẹ lòng. Đó là đáp án sai đúng không? Còn lại hai đáp án Thủy Hương và Đỗ Quyên chắc chắn có một cái đúng và một cái sai. Vậy thì là cái nào đúng đây? Loài hoa nào có thể làm thuốc để chữa bệnh? Bé, Đỗ Quyên. Dạ. Đứng con mình thấy sao cưng? Em chỉ mong bên kia đúng thôi. Tức là nhiều khi mình cũng là một con cờ thôi em. Hai câu trước là người ta biết chính xác á. Người ta nấm mình, người ta níu mình qua đứng chung. Còn bây giờ người ta không biết chính xác, người ta đẩy mình đi. Đứng một mình bên đó. Chị có đẩy em không? Không, không, không. Em muốn chọn hoa em này. Em cũng nghe người ta ly giá. Đúng rồi. Tại vì em bảo chị là nên chọn này. Bình lắm, bình nhau ghê lắm. Để thương coi lắm. Để coi. Hai đáp án Thủy Hương và Đỗ Quyên. Cái nào đúng, cái nào sai. Xin mời. Như vậy đáp án mà Quỳnh Anh cái lựa chọn là đáp án sai. Hoa đỗ quyên là loại hoa có thể dùng để làm thuốc. Hoa trúc đào á rất là độc, và cái lá của nó cũng vậy, nó rất là độc, không thể làm thuốc được. Chỉ có hoa đỗ quyên là đáp án chính xác. Mời mèo mon ở đây. Hồi nãy chẳng hay có một cái bàn tay vô hình nào đã đẩy em qua chỗ hoa đỗ quyên. Không, em tự nguyện qua, tại vì em bảo là hoa đỗ quyên có thể đúng. Em biết thông tin đó hả? Em xem phim nhiều. Nên là có những cái phim, có những cái phim mà nó về chế tạo thuốc bắc á. Nên là em có hay nhớ. Tại sao em không lôi đội trưởng của em qua? Tại vì cái hoa thủy hương ấy nó cũng lạ với em quá. Câu này chúng ta chỉ có một đáp án đúng thôi. Bởi vì như anh nói, đội trưởng mà qua được vòng 2 mình có thêm 10 triệu đó em. Tiếc quá mất 10 triệu rồi mà giờ không biết đội trưởng của em lưu lạc cho trong kia làm gì trống với những thành viên còn lại. Kết nối với căn phòng trống nào. Mọi người ơi, chúng ta đã được hồi ngộ gia đình. Hồi ngộ. Em không mong được cái này. Em không hề mong. Quỳnh Anh may á, may là nãy em không ngoắc con bé này qua chung với em luôn đó. Không, em cũng không chắc chắn lắm, tại vì mấy hoa đó thì em thật ra là em cũng không rõ lắm, cho nên là không dám ngoắc. Rồi hai đúng chàng trai trong kia. Em đau lòng lắm, em chọn đúng đáp án rồi nhưng mà tại ngồi đây nó không được. Mọi nơi cố lên, mọi nơi cố lên. Bây giờ tất cả mọi người đặt niềm tin hy vọng lên cái đôi vai bé nhỏ của em. Cố gắng nghe. Rồi một lát nữa em sẽ sử dụng cái quyền hồi sinh để hồi sinh một trong bốn người đang có mặt trong căn phòng trống đó. Rồi, mời em bị chọn. Tiếp theo, mời đội của Niu vào vị trí. Giờ làm sao mà em vô được cái vị trí đúng á, là đội em có 10 triệu. Bên kia là mất 10 triệu rồi nha, còn có người một thôi. Sao mà hai anh em tìm được đúng cái vị trí đó, nhào vô một cái. Vậy em muốn đứng riêng hay chung? Để xem câu hỏi đã. Để coi làm sao nha. Mời đáp án của chương trình. Vọt à, nướng. Nướng. Vọt là cái gì? Chuột đồng. Đồng. Trời ơi. Chuột đồng. Mấy món đặc sản dùng miền á. Rượu, rượu mận. Có từng ăn qua, từng uống qua mấy này chưa nhỉ? Rượu mận thì em ăn rồi, chuột đồng. Ủa, uống rồi chứ. Uống rồi. Còn chuột đồng thì em chưa. Còn cái vọt là cái gì? Con vọt á.
Con Phập. Ừ, là con Phập đó. Con Phập đó. Mời em quay lại xem câu hỏi. Đây là đặc sản của vùng sông nước tỉnh Cà Mau. Mời quay lại. Chuột hả? Chuột hả? Chuột, chuột. Rượu mận thì chắc không phải không, Cà Mau. Chuột hả ta? Vậy thì chuột đồng. Không, vậy anh vô chuột đi, em vô vợp cho. Biết đâu. Không. Con vợp anh không biết con vợp là con gì. Con chuột thì anh nghĩ là Cà Mau. Thấy Cà Mau có rượu. Lúa Cà Mau. Còn 10 giây, nhanh. Không, anh vào chuột đi, em vô vợp chứ. Hình như không phải cái này. Muốn đổi, đổi liền. Hết giờ. À, tôi nhìn thấy rất là rõ cái sự quan mang của đội trưởng Mai Tiến Dũng khi chọn cái đáp án chuột đồng. Dạ, yeah. Tại vì chuột đồng thì là vùng chỗ nào có lúa thì nó có mọc, mà em đang phân dân. Tại hồi đó là em xuống Rạch Giá thì em biết là có đồng ruộng ở đó. Nhưng mà Cà Mau. Đồng đội của em nói em vào chuột đồng đi thì em vào, đúng không? Dạ, yeah. Em bỏ qua cái chai rượu mận cái bên. Không, rượu mận em nghĩ là nghe nó hơi đâu phía Bắc mà anh, đúng không? Đâu bây hả? Giờ đáp án chưa công bố, không dám nói gì hết trơn rồi. Nó rồi bé còn lại nhào vô cái dĩa vọp nước. Thật ra anh cũng chưa biết cái món đó. À, okay. Em kêu là lôi qua đây mà không chịu. Vậy hả? Dạ. Để anh sẽ công bố đáp án rượu mận là đáp án mà không ai lựa chọn nha. Rượu mận, đây là đáp án. Không, chưa đáng. Giữa vọt nướng và chuột đồng chắc chắn sẽ có một đáp án đúng. Đó là đáp án nào? Anh sẽ công bố hai đáp án này cùng một lúc. Xin mời. Hey. Như vậy là đội trưởng Mai Tiến Dũng cũng đã lựa chọn đáp án không chính xác, đó không phải là chuột đồng. Em đi. Chuột đồng là đặc sản ở Đồng Tháp và An Giang. Nếu như các bạn mà có dịp mà đi xuống An Giang á, thì các bạn sẽ thấy có những cái vùng mà hai bên đường nè, có rất là nhiều những cái sạp, những cái hàng người ta làm chuột đồng tại chỗ luôn. Và người ta bỏ mối đi rất là nhiều ở những cái tỉnh miền Tây khác. Và người ta dùng chuột đồng xem như là những cái món ăn đặc sản của miền Tây. Còn vọp nướng thì nó là đặc sản của Cà Mau. Thật ra khi mình nhắc tới Cà Mau thì mình nghĩ ngay đến cua Cà Mau. Dạ đúng rồi, em nghe là cua Cà Mau. Ừ. Chứ em chưa biết con vợp. Con vợp á, là cái hình dáng nó giống như con sò với con nghêu vậy đó, mà nó bự hơn. Mà Cà Mau là giáp biển mà, cho nên là những cái món mà nó cũng thuộc về hải sản, nó cũng là một trong những cái món ăn đặc sản của miền đất mũi này. Hên là em đã lựa chọn được đúng cái đáp án này nha. Nhưng mà tiếc là mình cũng mất đi người đội trưởng rồi. Kết nối với căn phòng trống nào. Sorry. Không ơi, Dũng ơi, nãy thật ra anh thấy rằng em là không muốn vào cái ô chuột đồng đâu. Thiệt, tại vì em tò mò tại cái gì mà nó em không biết á, thì em nghĩ nó sẽ là cái đáp án. Ừ. Nó sẽ là đúng, nhưng mà không biết sao gái nói sao nghe vậy anh ơi. À. Em xin lỗi. Em đó, giờ bốn người đội của em đứng đó đó, em ngắm nghía thử xem em muốn chọn ai để dùng cái quyền hồi sinh cho họ. À, theo cái hướng nhìn này thì em nhìn cả bốn người luôn hả? Em không biết chọn ai hết. Vậy thì hãy suy nghĩ đi nha. Mời em về vị trí.